Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quay bán lô đất thuộc xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tổng diện tích lô đất là khoảng hơn 2 sào 2. Ranh của nó bắt đầu từ đây nè. Từ cái cột bê tông này nè. Độ dài ra phía bên này được khoảng 25 mét mặt tiền đường bê tông nha. Đường thông, xe hơi đi thoải mái. Hiện tại trên đất mình đang trồng cây ăn trái nha mọi người. Anh trồng sầu riêng. Sầu riêng này được năm thứ 6, năm thứ 7 rồi nè. Có bét tưới tự động hết rồi nha. Ranh của mình là tới chỗ này là hết nè. Đất của mình là gồm hai mặt tiền đường nha mọi người. Hai mặt tiền đường bê tông. Mặt này được khoảng 25 mét nè. Và mặt này được khoảng 90 mét nè. Ở đây là có đèn chiếu sáng ở nông thôn rồi nè. Có đường điện nhà nước. Đất của mình là chưa có thổ cư nha mọi người. Nhưng mà đất mình là phụ hồng đã được thổ cư nha. Sầu riêng rất là đẹp luôn. Trên đất mình là có một cái chòi nha. Xung quanh là dân cư ở nè. Đất của mình là nó hơi hơi là lại hơi chuyền về phía sau luôn nha mọi người. Vết xe đuôi là có được vài cây bưởi nha. Là mình tới cái chỗ cây bưởi là hết nè. Được vài cây bưởi, còn chủ yếu là sầu riêng nha. Đường đầu kia, đường ở ngoài là đường thông nha. Còn đường trong này là đường cột nha mọi người, đi trong đi thẳng ô kia là cột nha. Tổng diện tích lô đất của mình là khoảng hơn 2 sào 2. Đất hai mặt tiền đường bê tông, một mặt là khoảng 25 m, một mặt là khoảng 90 m. Đất phủ hồng lên được thổ cư nha. Từ lô đất của mình mà cách trục đường chính Kim Long Răng Lớn á tầm khoảng 300 m nha. Rất là thích hợp cho những ai làm nhà vườn nghỉ dưỡng thì quá ok luôn nha.